Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Là đi khám phá, gặp cái đêm trăng máu á. Đi tiếp thì nó hơi nguy hiểm, nên mình núp trên đọt cây này ha. Và kết quả là mình đã sống sót qua một đêm trăng máu mà không có bị làm phiền hay là cà khịa một xíu nào luôn. Còn giờ thì lên đường tiếp thôi nào. Đó, hãy chờ. Ý là ha, qua đêm trăng máu mà vẫn còn sót vài con nó từ đêm trước cơ. Nó vẫn muốn cà khịa mình hay sao ấy. Ở dưới này có một cái chỗ danh trại lửa nè. Danh trại có mấy chiến binh lửa các thứ nữa, pháp sư lửa nữa. Có nên ghé vô đó để farm chìa khóa không ta? Thường thường thì mình farm trong đó nhiều khả năng là mình cũng có thể có được những cái chìa khóa của cánh cửa nặng á. Hay là đáp xuống cho rồng mình test sức mạnh cái nhờ. Ừ, lâu rồi mình cũng chưa vô đây. Mà trong đây hơi chật nha, không biết rồng có quẩy nổi hay không nữa. Giờ trước mắt là mình đợi cho mấy thanh niên pháp sư lửa này ra, để mình thử coi phép thuật lửa của mình với phép thuật của mấy thanh niên pháp sư lửa này, phép thuật nào sẽ mạnh hơn á. Ui, trong này nó cũng có quá trời những cái đồ này. Những cái spy fruit cũng như là một cái mảnh của cái bản đồ Fire Nation. Wow, tốt vậy. Trong này còn rương không? Hết rương rồi. Ui được nha. Ê, vậy là mới mốt mình gặp mấy cái Fire Nation này, chắc mình sẽ ghé vô để mình lấy rương á. Để mình tìm tiếp những cái mảnh bản đồ này. Khi mình đủ thì mình có thể chế tạo ra cái bản đồ để dẫn tới thế giới Fire Nation á. Quá đã luôn. Ủa mà sao bữa nay mấy thanh niên này không có spawn ra ta? Spawn ra đi. Lẹ đi. Không spawn tôi đi á. Thiệt không spawn thiệt. Thôi chắc đi thôi, cởi rồng đi tiếp thôi. Tới hồi ghê. Bữa mà mình không muốn kiểu như là chiến đấu á, thì xuất hiện cả đống mấy thanh niên trong cái danh trại đó luôn. Bữa nay thì muốn chiến đấu test phép các thứ đồ thì không thấy đâu hết á. Kỳ cục ghê thiệt chứ. Nhiều lúc mình cũng không hiểu luôn á. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi tìm một cái vùng đất khác thôi. Vùng đất này mình cảm giác nó hơi u ám. Chưa. Để mình ghé xuống đây một cái. Trời ơi, quá nhiều thế. Ồ, chỗ này hơi bị nhiều quái nha. Để mình kêu gồng mình dọn bớt rồi đó. Quá trời quái luôn. Cái này là từ đêm trăng máu nè, chứ không đâu đó. Kìa, còn con xương kìa. Này thì xương, hay lắm, rồng hoa sen. Trời ơi, rồng hoa sen của mình cũng khá là cảnh giác ha. Tấn công dương bay nè, ui da. Cắn con dương bay đi em. Dương bay lão tét. Này thì dương bay lão tét nè. U là trời. Nó ỉ nó có siêu tốc độ, nó chạy lại nó quýnh mình một cái muốn xỉn nỉn luôn á. Đó, giờ thì lút đồ thôi. Đây là chỗ của cái bàn Imbuman ấy, nên nó có khá là nhiều sách phép cho mình này. Sách phép mới không luôn. Sách Master. Ui. Đã vậy. Sách Apprentice. Sách Advanced. Một. Còn có cả một cái cuộn sách gì này. Ui. Đây là sách phép thuật à. Cộng cho mình 40% kiểu như là sức mạnh từ những phép liên quan tới sấm sét á. Ủa da, đâu ra mấy con chim. Con chim vô duyên này vậy. Ô, mấy con chim này nó bứt lông, nó chọi mình đau quá. Kìa, mình quýnh xong cái nó sợ nó bay mất rồi. Chim cũng đi cà khịa mình nữa. Hay nha. Để coi, mình sẽ cho nó vô cái chỗ học phép thử. Cái gì? Cái này nó có thể học được tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phép khác nhau. Có học. À, cái này chỉ mới cấp Advanced thôi. Uầy. Nè, ở đây nó chỉ để mới là cấp Advanced hả? Vậy là mình có thể luyện nó lên cả Master để mình dùng những phép Master luôn á. Wow. Test luôn. Tại vì cái này nó cấp Advanced nên mình có thể học được mấy phép Advanced rồi. Đã. Này có cái đồ phép thuật mới rồi nè. Thích ghê luôn. Test thử coi. Phép đầu tiên nè. Ào. Ui, bữa nay mình là pháp sư nhưng mà mình không dùng gậy phép, cũng không dùng găng tay phép thuật luôn. Mình dùng sách phép thuật ha. Nhìn đúng là đẹp luôn á. Vừa đẹp mà vừa kiểu như tỏ ra tri thức nữa. Đó, mình đã dùng được phép này rồi. Phép này có tên là Wicked
tức là làm yếu đuối ha. Weakness là yếu đuối á, đúng không? Ừ đúng rồi, mình sẽ làm yếu cái kẻ địch có sức mạnh. Wow, và cái này nó có thể hiệu ứng trong 60 giây á, tức là 1 phút. Vậy là gặp mấy con mạnh mạnh thì mình có thể dùng phép này để làm cho nó yếu lại rồi mình quýnh nó dễ hơn á. Ok ok, cũng hay. Phép tiếp. Ây da, sao quýnh mình vậy? Ủa cái gì vậy? Phép tiếp theo của mình có tên là Lightning Chain. Ui da, ow. Mấy con kia nó quýnh mình đâu vậy? Mình lấy gậy hồi phục ra mình hồi phục lại cái đã. Ôi, nguy hiểm vậy. Mấy cái con Storm Elemental kia quýnh mình đau quá. Kìa, nó bắn ra những cái đĩa sấm sét giống như mình á, quýnh rất là thốn luôn. Nhưng mà mình đang dùng phép sấm sét á nên không có gây được sát thương cho mấy con đó đâu. Ồ. Là sao phép này là sao? Chích điện vậy cái thôi hả? Phép này chỉ chích điện một lần gì đó. Và một lần thì sẽ chích cỡ được 20 mấy 30 máu lận. Wow, chích cũng thốn lắm á. Được nè. Để mình làm yếu đuối thanh niên này đi. Yếu đuối người nè. Hết mạnh nha cưng. Thanh pháp sư này cũng ghê đấy. Nhưng mà cái phép này dùng hơi lâu nha. Để mình coi tiếp theo còn có những phép nào hay không. Gì đây? What? Là sao? Quý gì? Phép gì nhìn ảo diệu vậy? Mình có cái hiệu ứng tên là Mirai. Mirai hả ta? Có nghĩa là ảo ảnh. Khi dùng phép này thì mình sẽ tạo ra ảo ảnh hay sao á. Đó, hiện tại các bạn coi cơ. Cái người mình nó cứ ảo ảo kiểu gì á. Wow, cái này chắc đánh lừa mấy con pháp sư được nè. Rồi, một phép đánh lừa. Tiếp theo là phép Vex Swarm. Mình sẽ tạo ra rất là nhiều những con vex để bảo vệ mình ha. Cũng được, cũng được. Nhưng mà điểm hay của cái cuốn sách phép thuật này đó chính là mình chứa được rất là nhiều phép luôn. Bình thường gậy phép mình chỉ chứa được 5 phép tối đa đúng không? Khi chưa nâng cấp. Còn cái cuốn sách này thì mình có thể chứa được tới 8 phép khác nhau lận. Ôi, nhiều thiệt đó chứ. Yêm tự tháp gì mà to thế. Ghé vô mới được. Bữa nay là ha, chúng ta cùng nhau khám phá kim tự tháp ha. Đã luôn, rồi. Để mình dọn bớt mấy con quái rồi sau đó vô trong kim tự tháp sao? Cho nó an toàn. Ôi, xa xa còn có con rồng lửa nữa. Mình không phải là mình sợ nó đâu, chẳng qua là mình ngán cái vụ nó ưa nướng mấy em rồng mình thôi. Không biết bao nhiêu em rồng của mình bị nó nướng rồi đó. Ui, hình như nó đang hăm he lại mình hay gì ta. Ui, chính xác rồi, nó đang lại mình. Ui, no, gặp con này là kháng lửa trước. Ui, nó phá kim tự tháp kìa. Con gồng vô văn hóa này. Con gồng vô văn hóa. Con gồng vô văn hóa. Sức mạnh của pháp sư sấm sét nè. Phép thuật sấm sét. Mình sẽ giật điện cho nó chết. Chết luôn. Đừng có nhờn. Đừng có nhờn nha. Ui. Đừng có nhận nha. Trời ơi, dám quậy phá hả? Ủa cái gì đây? Ui, hình như ui. Hồi nãy mình giật điện, cái kết là điện lan từ rồng qua em Flame Fury rồi. Flame Fury bị điện từ phép thuật của mình giật ngất xỉu rồi. Trời ơi, đúng là không sợ cái địch mạnh, chỉ sợ đồng đội xài phép thuật không kiểm soát được thôi. Cái đó mình cũng không có muốn đâu. Thế ông im mẹ ám hồn đi. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm ra được một cái hướng đi khác. Cái mê cung này nó hơi ngoằn xà là quằn ha. Mình đi nãy giờ mấy vòng rồi. Giờ tính ra cái kim tự tháp này nó rất là ít rương luôn á. Mà nó kiểu nhìn bên ngoài thì to nhưng mà đi vô trong thì nó rất là chật luôn á. Lạ thiệt. À, trước mặt mình. Ôi chưa, từ 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 từ
là một cái tổ rồng. Nhưng mà khoan, gần đây nhiều quái quá, để mình kêu rồng mình xử bớt cái đó. Tiêu diệt. Ôi da, ai da, da. Không ăn gì, có tên pháp sư nữa cơ. Pháp sư nè. Pháp sư mặc đồ xịn hả? Nằm xuống đi, mình sẽ tấn công trước thay vì để cho pháp sư tấn công mình ha. Nướng con xương này luôn. Rồi. Wow 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 wow. Còn có cả một cái rương bị phong ấn nữa cơ. Ơ nhưng mà sao đây? Nhiều quái quá đi. Qua đây hốt cái rương trước đi ha, rồi chúng ta qua chỗ trứng rồng sao? Quá nhiều chỗ để mình vô lấy đồ luôn á. Rồi, đây là những pháp sư hệ hồi phục. Không sao hết. Mình sẽ dùng phép giật điện cực mạnh của mình. Thế là xong. Và coi nào. Nó sẽ cho mình một cái vật phẩm được tên, được gọi là Equestrian Bell. Và một cái cuộn sách, cũng như là một phép điều khiển tâm trí ha. Quên, sao mình cứ dùng cái phép này hoài nhờ. Phép này mạnh thì có mạnh thiệt, phép giật điện nè, nhưng mà nó sẽ rất là dễ giật trúng mấy em rồng của mình luôn. Thôi không dùng phép này nữa đâu, đổi sang cái đĩa sấm sét đi ha, cho đỡ nguy hiểm mấy em rồng hơn. Rồi, và dưới này là một chỗ của một em rồng có thể bơi được cả dưới nước luôn. Đó chính là chỗ trứng rồng Hydroptera ha. Ui, trứng rồng này thì mình thấy cũng khá là hiếm á. Tại vì bắt buộc mình phải tìm được cái vùng biển thì may ra mình mới gặp được trứng rồng này cơ. Hồi tính ra này cũng là một ngày may mắn á. Các bạn để ý đi, từ đầu tới giờ mình đi khám phá rất là ít khi mình gặp vùng biển luôn. Mà hôm nay gặp được là cũng đủ hiểu mình hơn đến mức nào rồi. Chắc bây giờ mình sẽ hồi phục cho rồng trước đi, và chúng ta sẽ cưỡi rồng đi tiếp ha. Có nên ra biển tiếp không ta? Kìa, Hydroptera đang bơi dưới nước kìa, thấy không? Đó, ú, đằng kia còn em nào đang bơi nữa kìa. Ủa, rồng này mình nhớ sống trên mặt đất mà ta. Em này có tên là, để mình coi Stormtratus. Ủa, thường thường Stormtratus là sẽ sống ở trên mặt đất mà nhờ. Chắc hôm nay em mấy nực hay sao đi bơi rồi. Và dưới này còn có một cái chỗ của mụ Medusa nữa. Medusa thì mình có thể lấy được thủ cấp của mụ ta và sử dụng để hóa đá những cái con nào mà thích cà kìa mình. Đáng để chúng ta vô và lấy đấy. Vô, giờ mình mạnh mà, nên những vật phẩm này mình nghĩ mình có thể dễ dàng lấy được thôi. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cẩn thận một xíu nha. Không khéo thì mụ ta có thể hóa đá mình là xong luôn á. Xong đời trai luôn. Mở chưa? Rồi, vô. Quýnh như mụ ta mình sẽ dùng phép nào đây? Black hole, đúng. Phép này là rất an toàn. Mình sẽ cho mụ ta vô black hole. Mụ ta đang bị hố đen hút vào kìa. Đấy, hố đen của mình mạnh tới mức mà chỉ trong vài giây thôi, mụ ta chỉ còn đúng cái đầu thôi. Quá là khủng khiếp. Và trong người mình đang có tới hai cái đầu của mụ Medusa rồi ha. Yeah, sắp tới con nào mà láo quá là mình sẽ cho nó nếm mùi hóa đá là như thế nào ha. Hợp lý thật sự luôn. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi. Đó, tới vùng biển là mình có quá trời thứ mới nè. Nào là gặp được rồng mới, rồi gặp được những cái sinh vật biển mới nữa. Để mình coi. Kìa. Bây giờ còn có rồng hai đầu sống dưới biển cơ. Đấy, một em ở dưới chân mình nè. Để coi mình bay chậm lại, mình coi tên em này ha. Em này có tên là Sea Soccer. Đó là rồng Sea Soccer ha. Ê, khoan. Đây là tổ của một loài rồng rất là bự luôn. Chắc nhiều bạn sẽ đón được loài rồng này ha. Đây là loài rồng mà mình thấy trong thế giới pháp sư luyện rồng, khi mà đạt một cấp 100 á, là nó là loài rồng bự nhất luôn á. Đấy chính là rồng vua á. Đâu rồi tổ đâu? Cái đường vào tổ đâu? Đường vào tổ đâu vậy? Không có đường vô à? Vậy mình tự mở đường vô thôi. Đây rồi. Ui, có Ripper canh giữ. Tiêu diệt Ripper liền. Đây là trứng của rồng vua ha.
Vậy trứng rồng vua nè. Tuyệt vời quá đi. Vậy là bữa nay mình có tới tận 2 quả trứng rồng mới rồi. Đây, một trứng của rồng Hyraptera và một trứng của rồng vua. Quá xa đã luôn. Bữa nay đi về là khấm khá rồi đó. Để mình đi tiếp ngoài biển rồi. À, lâu lâu mới ra biển á, thành thử ra phải tranh thủ mới được. Rồi, đi đi tiếp. Storm Fury ơi. Bữa nay đã nha. Nhưng mà cái biển này thì nó hơi bé thì phải, mình đi một xíu đã hết rồi. Lâu lâu mới gặp biển mà gặp ngay cái biển bé nữa. Ủa, mà các bạn có thấy lạ không? Những cái tổ rồng khác thì nếu mà có trứng rồng thì chắc chắn sẽ có rồng canh giữ đúng không? Không ít thì nhiều. Vậy mà trứng rồng vua lại rất là dễ dàng lấy được luôn. Mình cứ thắc mắc á. Mà tổ rồng vua thì cũng bé nữa ta. Có nhiều câu hỏi được đặt ra ghê ha. À, để coi coi bữa nay đi mình còn gặp chỗ của trứng rồng vua nào khác hay không. Với cả lâu rồi mình chưa gặp rồng vua á. Rồng vua thấy vậy chứ ngầu lắm. Mình thích rồng vua ở cái nét đó chính là rất là ngầu ha. Vừa bự mà vừa ngầu nữa. Vậy là sắp tới chúng ta sắp có thêm một em rồng cực kỳ ngầu và to rồi. Thích quá à. Giờ tự nhiên muốn đi về ấp trứng rồng vua liền luôn á. Nhưng mà thôi, kiểu mình đang hên á nên mình tận dụng nhân phẩm đi. Đi tiếp để chúng ta tìm thêm nhiều thứ hay ho nữa chứ. Chứ về sớm quá nhiều khi bỏ lỡ mấy cái thứ quan trọng ở phía trước thì sao. Không được bỏ cuộc sớm á. Đi được một đoạn thì mình gặp một cái tổ rồng Light Fury hay sao này. Đúng không? Chính xác rồi. Lần này là Light Fury thật nè. Ai chà chà. Có Light Fury thì nhiều khả năng gần đây cũng có thể có tổ rồng Night Fury ấy. Nhưng mà trứng Light Fury ở nhà mình có dư quá trời rồi. Nên chắc mình cũng không có lấy thêm đâu ha. Giờ nếu mà có Night Fury là mình lấy liền. Lâu quá rồi. Mới bay ngang cái nhà cũ của mình nè. Sao tìm mình ghé vô đây coi. Không biết lần trước là mình có lấy đồ chứ nhờ. Coi cái rương coi. Úi nè. Lần trước mình chưa có vô lút rương. Và bây giờ đã có một thanh niên trong này thì chiến binh lửa nè. Xin cái chìa khóa luôn. Ở đây còn chiến binh lửa sao nè. À, pháp sư lửa luôn. Ui giời, pháp sư lửa lúc trước dí mình đúng không? Đón nhận sức mạnh lửa của tôi đi. À, thanh niên này kháng lửa. À, kháng lửa nè, ăn bơ mù đi. Mình sẽ đánh bơ mù trước. Rồi sau đó mình sẽ cho biết như thế nào là sức mạnh hố đen tử thần. Kháng lửa thì mình sẽ cho nếm mùi sức mạnh hố đen. Úi giời. Vậy là có thêm chìa khóa rồi. Một cái chìa khóa nặng ha. Quá đã luôn. Ồ có thanh niên chiến binh lửa xuất hiện nữa nè. Vô đây là tao hồ farm chìa khóa luôn á. Chỗ này thì nó lại xuất hiện chiến binh lửa. Mà cái chỗ mà hồi nãy mình ghé nó lại không xuất hiện á. Tính ra cũng hên xui lắm. Chứ không phải muốn farm là farm được đâu. Rồi giờ thì mình sẽ kêu rồng mình qua đây. Để cưỡi bay về nhà thôi. Nãy giờ mình vừa đi khám phá nhưng mà đi vòng về luôn á. Về tới nhà thì công việc đầu tiên là gì? Ấp trứng rồng chứ còn gì nữa. Bữa nay rất là vui luôn vì có được trứng rồng của rồng vua. Nên mình sẽ tranh thủ ấp trứng rồng vua liền. Ấp liền cho nóng. Đó, ấp được rồi. Bên đây thì ấp trứng Hyraptera nè. Còn bên này thì ấp trứng của rồng Lycan hôm qua tìm được ha. Đó. Đã nha. Chăm thêm. Tại mình sợ không đủ á. Mình để ý nha. Ấp một vài cái trứng rồng nó tốn cực kỳ nhiều dung nham luôn. Nên cứ chăm cho nó đầy là chắc cứu nhất nè. Rồi và trong lúc rảnh rỗi thì mình sẽ đi học thêm phép. Hồi nãy thì còn một phép master mình chưa có học đúng không? Đây, phép master đây luôn. Gom chung với mấy sách cũ hôm qua. Học liền. Rồi. Liệu gần phép master bữa nay có xịn sò giống như mấy bữa trước hay không ta? Thử nha. Vô. Rồi, một phép này dẫn sức rất là lâu luôn nè. Trời đất ơi. Sống nổi không? Hôm qua thì làm phép cả buổi trời tạo ra cục than, bữa nay cũng cả buổi trời mà tạo ra cục sắt. Rồi mười mốt có nào tạo ra tới cục kim cương không?
Gì cũng mừng á, ngồi ở nhà làm phép cả ngày để kiếm kim cương cũng được. Hết chuyện luôn. Phép tạo gai sắt à. Rồi, ok, I'm fine. Tiếp theo. Phép tiếp theo mình học được là phép Master. Nó có tên là Lightning Hammer. Mình sẽ tạo ra một cây búa sấm sét từ trên trời rớt xuống. Nè nó nè. Ui, nó còn giật sét đây. Xịn xịn xịn. Quá là dữ luôn. Cái búa rớt xuống mà rung chuyển mặt đất luôn mà. Đây mình sẽ cho nó rớt thẳng vào đầu con zombie này. Zombie nè. À và ngoài ra thì cái búa này nó sẽ giật điện những cái con xung quanh á. Đấy nó đang giật con zombie nè. Một lần là được cỡ 14 máu nha. Ghê đấy, ghê đấy. Và mình có thể tạo ra nhiều cái búa giống như vậy. Đó. Để cho nó dồn đam mạnh hơn ha. Xịn ghê, xịn ghê. Một phép tấn công nữa. Và phép cuối cùng. Cái tên là Speed Up. Tức là mình sẽ búp tốc độ di chuyển ha. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ bị đói rất là mau luôn. Rồi, ok. Vậy là test nãy giờ thì cũng được một phép tấn công, một phép búp và một phép tạo vật phẩm ha. Cũng ổn. Và phép sấm sét này chắc mình sẽ ép vô gậy Master để cho nó phát huy tối đa sức mạnh luôn. Thay thế cho phép nào vậy ta? Spark Bomb. Mình phải giữ lại Lightning Arrow. Mình nghĩ thay thế cho Lightning Arrow đi. Lightning Arrow dùng cũng khá là lâu rồi đó. Rồi xong phần nha. Còn giờ thì coi trứng rồng ấp tới đâu rồi. Nãy giờ test phép cũng được một lúc rồi đó. Ê gần, à hết nước rồi. Man. Mau hết nước thế. Chăm nước vô. Rồi cuối cùng thì cũng xong. Ba trứng rồng bữa nay. Mình không biết là sẽ cho trứng rồng nào ra trước ta. Mình trứng nào mình cũng thích hết. Chắc theo thứ tự tìm được ha. Đầu tiên là rồng Lycan đi. Lycan ra trước nha. Đây. Đấy rồi. Cái đuôi cũng có cái phần giống như cái sừng vậy ta. Sao sừng mọc dưới đuôi? Nhìn khá là lạ ha. Ghê đấy. Nhưng mà các bạn để ý kể nha. Em rồng này có cái nét nét gì đó giống chó sói ấy. Ui nhìn giống thật ấy. Ná ná chó sói này. Rồi ok, tiếp theo là rồng Hyroptera ha. Coi thử nào. Đây là dạng bình thường thôi, màu xanh nước biển ha. À, em này trên cạn thì di chuyển kiểu không có nhanh nhất đâu. Kiểu như em này sẽ chuyên là di chuyển ở dưới nước hơn. Môi trường mà em ấy mạnh nhất là dưới nước mà. Nhìn phát là biết sống dưới nước luôn, tại vì có hai cái mang ở hai bên tay cơ. Và chân em này thì mình không thấy luôn nha. Nên em này nhìn rất là đặc biệt luôn á. Hình như em này là sao cái em rồng đâu rồi ta? Em rồng cũng sống dưới nước nữa. Đẻ trứng dưới nước luôn. Thunder Room. Ná ná Thunder Room á. Thunder Room thì ít ra còn có chân á. Rồi bây giờ thì sẽ tới em rồng to nhất trong đội hình rồng trong tương lai. Đó chính là rồng vua ha. Đây rồng vua. Đấy. Coi kìa còn nhỏ đáng yêu chưa. Còn nhỏ vậy thôi chứ 11 lớn lên là cái nhà này không có tuổi gì với em rồng vua luôn á. Ôi sao mới vô phòng ngủ anh rồi. Muốn đi ngủ hả vậy? Ok, vậy anh đi ngủ cho. Ngủ cho qua ngày đi ha. Tiếc là trong đây không có chức năng ôm gồng đi ngủ. Phải có là mình cũng ôm gồng đi ngủ luôn á. Nhìn em này to như gấu bông ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ lần lượt cho mấy em rồng này ăn thôi. Đây, để mình kêu mấy em rồng này ra ngoài cái đó. Đầu tiên là Lycan trước ha. Chạy ra. Đó, coi kìa, coi kìa. Chạy ra kìa. Nhanh đấy, tốc độ đấy. Được, cho Lycan ăn ít ha. Chia làm 3 ra. Rồi, Lycan có trước nên mình sẽ cho Lycan 20 phần đi. Còn hai em kia thì cho mỗi em 19 phần. Tại giờ mình cũng gần hết thức ăn rồi. Nên không cho ăn nhiều được. Đấy, ăn tạm như đây nha. Hoài. Sau này mình nghĩ là Lycan sẽ mọc răng nanh các thứ là nhìn rất là ngầu đấy. Được, được, được. Rồi, tạm thời thì Lycan vô trong trước đi nha. Hẹn em vào chuyến khám phá sắp tới đi. Bữa nay là không được rồi. Tiếp theo là tới rồng Hyroptera. Xuất hiện đi.
Giống như diễn viên xuất hiện sau cánh gà vậy đó. Trời đất ơi. Rồi. Ở đó. Tiếp theo là tới hai rớp Terra ăn ha. Nè ăn đi. À. Hai rớp Terra cũng ăn được một ít rồi nè. Úi trời, cái mỏ ẻm chím chím chứ kìa. Mỏ có chút xíu à. Thôi cũng cho vô trăm ập luôn. Cuối cùng là rồng vua. Đây sẽ rất là nhiều bạn thích đây. Rồng vua xuất hiện đi em. Hơi lâu xíu, rồng vua đi hơi lâu xíu. Ơ cả. Ra đi mà, ra đây, đừng có ngại. Ra đây đi. Rồng vua. Ra đây đi nào. Rồi, rồng vua ra rồi kìa. Đi từ tốn chưa. Wow. Rồi, giờ thì tới rồng vua nè. Em này chắc 19 phần ăn không có nhầm nhò gì đâu á. Nè ăn đi. Đấy. Mỗi lần ăn là lớn hơn hẳn liền. Coi nè. Mới cấp 5 đã bự bằng mình rồi. Là các bạn đủ hiểu. Khi mà lên cấp 100 thì sẽ to đến mức nào đó. Cấp 6 nè. 7. 8. Mới cấp 8 là bự hơn mình rồi. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Mới cấp 15 thôi mà bự như vậy rồi. Trời đất ơi. Nuôi em này kiểu béo tốt ghê luôn á. Đó, mới cấp 20 mà bự cơ vậy đó. 11 lên cấp 100 chắc bự hơn cái nhà mình là chắc cú luôn. Coi ẻm kìa. Quá trời to rồi. Nhưng mà đây vẫn là dạng baby thôi nha, chưa có lớn đâu. Nên cũng rất là dễ bị ăn hiếp. Mình sẽ cho vô trong ọp để an toàn hơn á. Rồi, như vậy thì bữa nay mình cảm giác như là mình hơi bị hên luôn á. Toàn là tìm được trứng rồng đã đã mà. Nên chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi kiếm thêm mới được. Tại vì đang hên á, nên chắc nhiều tỷ lệ cao là mình cũng có thể gặp thêm nhiều trứng rồng khác nữa. Không thể bỏ lỡ cơ hội nhân phẩm cao này được. Một cái chỗ Fire Nation khác nè. Đây là cái thứ ba mà mình ghé qua trong ngày hôm nay rồi. Liệu rằng nó có cho mình thêm mảnh bản đồ hay không? Đâu rồi, cái chỗ chưa rương đâu. Đây. Hi. Có luôn. Yes. Mình đã có 3 mảnh trong một ngày luôn. Nhân phẩm cao. Rồi, còn thanh niên nào không xuất hiện ở đây? Đỏ phép thuật nè. Tôi cho 5 giây để xuất hiện nữa nha. 5 4 1. Rồi, xong. Vãi cả đái nữa luôn. Đây. Không xuất hiện thì thôi. Go 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 go. Chùa lẹ. Ngồi đó gáy xíu thôi. Đi em đồng ơi. Qua đây. Bay qua đây. Rồi đi tiếp thôi. Cánh rừng này nhìn có vẻ tiềm năng lắm nha. Mình cảm giác là trong cánh rừng này mình sẽ gặp được loài rồng mới. Sẵn tiện ghé làng chơi á, mình có gặp cái chỗ này. Chắc mình sẽ ở đây để farm mấy tên pháp sư này luôn ha. Để kiếm đủ 4 cái mảnh chế tạo chìa khóa thôi. Và cho ném mùi sức mạnh mới của mình. Xác định người rồi mấy tên pháp sư. Ngẫm của tỏi đi. Một tên. Có được một mảnh Swarm Talisman đầu tiên nè. Ý. Này thì pháp sư áo đen này. Rồi mình đã farm đủ 4 cái mảnh để chúng ta có thể chế tạo ra được cái chìa khóa rồi. Đây. Oh. Đó, khi mình đưa đủ 4 mảnh vô thì nó bắt đầu cái nghi thức rồi nè. Uầy. Xịn sò thiệt, 4 mảnh đang hòa quyện lại với nhau, kết hợp thành một cái chìa khóa. Chạy phát sáng chưa? Lấy ra. Đó, nó có tên là Swarm Talisman ha. Rồi. Mình đã có được thứ mình cần sau một lúc farm ở đây rồi. Giờ thì chắc ghé vô làng để coi dân làng ở đây sẽ tặng mình thứ gì ha. Nói tặng vậy thôi chứ thật gà vô là mình lụm đồ á. Nói tặng cho nó sang mồm. Cơ hội liền, ghé làng là mới cơ hội. Rồi. Nói vậy thôi chứ mình cũng bảo vệ làng á. Ví dụ mà con nào lén phén ở đây là mình cũng dùng phép thuật của mình để bảo vệ dân làng chứ đâu có mà ghé làng rồi không có giúp gì làng đâu. Đó đó, chẳng hạn thấy không? Nguy hiểm chưa? Mình không tới là con này nó mở cửa vô là nó lấy cung nó bắn dân làng rồi. Đấy, mình tới cái là tuy mất có một chút sắc thôi.
Nhưng mà mình sẽ bảo vệ dân làng và dân làng sẽ rất là an toàn ha. Ấy, đằng kia có pháp sư mặc đồng phục bắn kìa. Đây là pháp sư. Ồ, pháp sư gian ác. Pháp sư gian ác hả? Giỡn mặt hả? Rồi ném mùa. À, biết dùng phép tường băng hả? Búa sấm sét nè. Bùm. Tường băng hả? Này thì dám qua đặt tường băng chặn skill rồi ha. Nhưng mà còn non lắm. Rồi, để mình coi. Chích điện nè. Còn con này nữa, định làm gì? Bữa nay có thể nói là một ngày rất là bội thu của mình khi mình sở hữu một quyển sách phép thuật. Đây là cái để mình chứa được rất là nhiều phép trong đây và dùng thoải mái luôn ha. Đồng thời thì mình cũng có được 3 cái mảnh để chế tạo ra một cái bản đồ dẫn tới một cái thế giới mới hoàn toàn luôn. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau qua đó để khám phá ha. Và tin vui nhất, có lẽ là mình đã sở hữu thêm 3 em rồng. Trong đó có một em rồng siêu to khổng lồ, đó chính là rồng vua ha. 3 em này thì mình đều yêu quý như nhau thôi. Và trong 3 em rồng mình có được trong ngày hôm nay thì các bạn thích em rồng nào nhất? Mình thì mình cảm thấy ấn tượng với rồng Lycan nhất nha. Tại vì hình dáng nó na ná loài sói ấy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.